Liên tiếp cho các bác một siêu phẩm nữa, con Posi để cho bác 2 triệu ba luôn, hộp còn nguyên nhá, nguyên hộp này, sách hướng dẫn này, sách hướng dẫn của nó này, 2 triệu ba sách hướng dẫn này, mút này, con này automatic quá nha, automatic, cơ automatic còn nguyên luôn, còn nguyên siêu automatic để cho bác 2 triệu ba, còn chưa bóc tem để đeo này, chưa bóc siêu đeo đâu, 2 triệu ba khóa đây, dập zin luôn, vẫn còn dập thương hiệu khóa luôn, màu vàng, dây vàng các bác về tự điều chỉnh tay nhá, nó là chỉnh vừa tay nào đấy, chưa bóc luôn, automatic coi nhìn này, automatic luôn, Posi cơ automatic. Con này phù hợp với những tay bác nào từ 17, 18, 19, 18 đi, 18, 19, 20, 21, 22 trở lên. Cái này bác thích thì bác lên lên cót nhanh ở đây, còn không thì bác cứ đeo tay, thì khi đeo tay cái nửa bán nguyệt ở bên trong này nó chạy thì nó sẽ tự lên cót, nó tự lên cót thì là nó sẽ chạy automatic tự động tuốt mà. Con này mà vàng thôi nhé, còn chưa bóc chưa đeo, để cho bác 2 triệu ba nhé. Con này các bác có thể mua tặng con, tặng bố, tặng mẹ hay tặng chồng mình, hay là vợ mua tặng chồng tùy. Những dòng này nó còn duy nguyên. Size của nó bác nhìn này, size của nó size 41. 41 chiều ngang. Ok chưa ạ? Đấy. Còn tính cái mặt vuông bên trên, bên trên này thì nó chỉ vào 39, mặt vuông bên trên một chiều 39, một chiều dọc này này 40. Đấy, một chiều 39 40. Còn nguyên hộp nguyên siêu mua tặng làm quà quá tuyệt vời. 2 triệu 300 nghìn. Em nói giá bán nhá, không phải giá đưa lên đây cho các bác mặc cả. Giá bán luôn. Đây là cơ automatic tự động hết, tóm lại tự động. Nói thế thôi, cơ tự động, nói luôn câu tự động thì có nhiều bác automatic cái gì nó khó lắm. Em nói luôn thế cho nhanh nhé. Cơ automatic để cho bác. Để cho bác mức giá 2 triệu 300 nghìn. Ok. Lại vào nhé, cả sách để luôn đây. Anh hướng dẫn để luôn vào đây. 2 triệu 3, chào các bác.